Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn cấp tăng cường phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Cụ thể, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở giao thông vận tải tổ chức chốt trực, phân luồng giao thông, cắm phao tiêu, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, sạt lở, không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này. Đối với ngành đường sắt, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.